Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 29 tháng 5 năm 2021. Và có rất nhiều tin để tôi muốn chia sẻ với các bác. Nhưng thú thật là bây giờ tôi không biết chia sẻ một cái tin nào trước và tin nào sau. Nhiều bạn đọc kênh Trang Trang TV á, chúc mừng tôi ngày hôm qua vì đạt được cái nút bạc là 100.000 lượt subscriber. Tôi rất cảm ơn mọi người về cái điều đó. Dù sao thì để đánh giá cái công sức hay là đánh giá một cái điều gì đấy, bởi vì cái kênh của tôi là nó chọn lựa cái đối tượng khán giả tương đối hẹp và rất nhiều những khán giả chất. Bởi vì tôi đã làm một loạt những cái series liên quan đến tình hình chính trị xã hội Việt Nam, và có một cái series tên gọi rằng là lịch sử công minh phán xét. Bởi vì qua một quá trình thời gian thì lịch sử sẽ đánh giá lại và xem xét rằng là ông này cái thời điểm đó như thế nào, ra làm sao, và công lao hay là tội đồ. Và cái series này được đánh giá khá là cao từ cả những cán bộ lão thành cách mạng nữa. Tôi rất là cảm ơn mọi người. Được 100.000 lượt đăng ký này là điều tôi rất là hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Chính vì thế tôi muốn chia sẻ với các bác một cái tin đầu tiên để mà thấy rằng lịch sử nó như thế nào và người ta vẫn còn nhớ mãi. Đây là một bức ảnh rất thú vị. Các bác có thể thấy trong bức ảnh thì là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Và đây là bức ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt gắn huy hiệu đường dây 500 kV cho ông Hải ngay tại cái trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Và cái ảnh này được gia đình ông Hải lưu lại như là một cái tư liệu lịch sử. Và câu chuyện tôi muốn kể với các bác như thế này, để chúng ta thấy rằng là khi bắt đầu đóng góp vì dân vì nước thì lịch sử sau này sẽ đánh giá anh ra làm sao. Còn kể cả thời hiện tại này có thể đánh giá anh rất là khủng khiếp, rất là nọ kia, dùng truyền thông để mà đưa được gì đấy lên, nhưng sau này người ta sẽ lại nghĩ khác. Đó. Và câu chuyện về ông Hải với Thủ tướng Võ Văn Kiệt như sau. Bức ảnh này thì đó là lúc hơn 5 giờ sáng của ngày 28 tháng 5 năm 1994. Đó. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có mặt tại trại giam Thanh Xuân sau khi gắn chiếc huy hiệu đường dây 500 kV đầu tiên cho cựu Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải. Ông đã rót sâm banh ra hai chiếc ly và họ cùng nâng ly để chúc mừng cái đường dây 500 kV Bắc Nam đã về đích. Các bác nào mà tìm hiểu thì các bác sẽ thấy rằng là đó là một trong những quyết định rất tuyệt vời. Để nói sơ qua như thế này, lúc đó chúng ta có cái nhà máy Hòa Bình á, thì lúc này là miền Bắc là thừa điện, còn miền Nam thì lại thiếu điện. Lúc đấy với vai trò của người thủ tướng thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt đứng trước hai cái lựa chọn. Một, đó là bán điện ra Trung Quốc. Bán điện ra Trung Quốc để thu lại một khoản tiền nào đó và có thể xây một vài cái nhà máy nhiệt điện ở miền Nam. Hai là xây một cái đường dây 500 kV. Và đường dây nếu như theo thiết kế mà theo tư vấn thì nó độc nhất vô nhị trên thế giới, và lúc đó thế giới chưa ai làm được một cái đường dây khủng khiếp với độ khó như vậy. Thế nhưng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có một cái quyết định vô cùng sáng suốt là làm cái đường dây 500 kV. Và ông Vũ Ngọc Hải, Bộ trưởng, là kiến trúc sư chính trong cái việc đó. Thế nhưng có một vài cái điều kiện xảy ra, sau này lịch sử cũng sẽ phán xét những con người như thế. Và ông Vũ Ngọc Hải đã bị vào tù 3 năm. Và đây là câu chuyện tôi muốn kể với các bác. Và sau hơn 2 năm xây dựng thần tốc thì đúng 19 giờ 7 phút 59 giây ngày 27 tháng 5 năm 1994 thì dòng điện Bắc Nam đã chính thức được lưu thông trên toàn tuyến. Và không chỉ là điện, nó còn là an ninh kinh tế nữa. Đó, an ninh nữa, chúng ta không phải phụ thuộc vào ai cả nhờ cái đường dây này. Và đường dây 500 kV Bắc Nam trong 2 năm có chiều dài 1.400 km, trong điều kiện thiếu vốn, khó khăn và kinh khủng của gần 30 năm trước. Và bỏ ra tới gần 5.500 tỷ đồng, tương đương với 544 triệu đô la Mỹ vào thời điểm năm 1992 là một vấn đề rất lớn đối với ngân sách nhà nước khi ấy. Tuy nhiên, với 6,5 tỷ kW
điện mà miền Nam nhận được ở trạm 500 kV Phú Lâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1997, để cung cấp cho khu vực miền Nam có giá trị tương đương với 6.500 tỷ đồng thì có thể thấy là hiệu quả kinh tế to lớn của nó là như thế nào. Và trích lời của nhà báo Thanh Hương: trong trại giam thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt lấy trong túi ra một chiếc huy hiệu đường dây 500 kV rồi gắn lên ngực ông Hải. Ông Hải kể tiếp, gắn xong thì anh Kiệt bảo thế này: ông là người đầu tiên vinh dự được gắn huy hiệu của đường dây đấy. Đó. Thủ tướng lấy ra hai chai sâm panh, rót ra mỗi người một cốc mời uống. Chai còn lại, Thủ tướng bảo tôi, ông cầm về mà uống. Đó. Cựu bộ trưởng kể: khi tôi bị tòa án tuyên án 3 năm tù, nhưng may là hôm ấy họ không bắt tại tòa. Tòa kết thúc, tôi bảo con rể trở về nhà ở khu tập thể Kim Liên bằng xe máy. Nhưng khi đi ra khỏi tòa thì thấy cả đoàn người kéo nhau đi theo về. Về đến ngõ, quay lại thì thấy cả một đoàn xe ô tô xe máy ở sau lưng. Tôi liền bảo, thế các cháu đi theo chú để làm gì? Nghe vậy cả nhóm thanh niên trả lời, chúng cháu rất phục bác, yêu mến bác, 3 năm xá gì đâu. Thôi bác vui vẻ mà giữ gìn sức khỏe đi. Đó. Và bức ảnh lịch sử nó ở đây. Thế cho nên là tôi mong rằng các vị lãnh đạo hiện nay không có gì mà ngại ngần cả. Có thể có đôi lúc thiệt thòi ở trong cái chỗ này, nhưng lịch sử sẽ đánh giá. Bởi vì nếu như một cái động cơ để làm việc nó vô tư trong sáng, chí công vô tư, thì báo cáo với các bác rằng là không phải lo ngại bất cứ một cái điều gì hết. Đó. Đây là thông tin đầu tiên tôi muốn kể với các bác. Thông tin thứ hai, để mà các bác có thể nhận thấy tại sao nước ta vĩnh viễn phải giữ được cái sự độc lập và tự chủ. Bởi vì có được cái sự độc lập và tự chủ thì chúng ta mới có được cái tự do. Đó là điều chắc chắn. Các bác có thể tưởng tượng thế này. Trong mọi thể chế chính trị, mọi chế độ chính trị thì không phải là cái điều gì đó nó cao sang. Mà nếu như đất nước đó không giữ được cái tự chủ, đất nước đó không giữ được cái gọi rằng là cái quyền tự quyết của mình, thì báo cáo với các bác, chúng ta sẽ không làm được một cái điều gì hết. Và chúng ta có thể nhìn thấy như thế này, trong mỗi khoảnh khắc nguy nan của lịch sử thì ai sẽ là người giúp chúng ta? Đây là một cái bức ảnh để các bác có thể nhìn thấy. Đó, một bức ảnh các bác có thể nhìn thấy thế này. Đây là những công nhân của nhà máy Foxconn, tức là công ty Hồng Hải, chuyên sản xuất ra những cái iPhone hay là những cái vật liệu của Apple. Nói chung là công ty để gia công về công nghệ, sản xuất cho các hãng nổi tiếng. Và các bác, bức ảnh này nói lên những cái điều gì? Đó chính là một doanh nghiệp FDI, nghĩa là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nhưng trong cái khoảnh khắc mà đất nước của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn về tình hình dịch bệnh, về Covid-19, thì họ không hề giúp đỡ chúng ta một cái điều gì cả. Các bác có thể nhìn thấy những tập đoàn như là Vingroup, Sun Group, hay mặc dù có lùm xùm nhưng mà Ecopark vẫn làm. Và rất nhiều các tập đoàn của Việt Nam, Hòa Phát nọ kia, kể cả người dân của chúng ta cũng đang chuẩn bị. Hôm nay tôi có số tài khoản rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ để những cái số tài khoản của Quỹ phòng chống Covid ở trên cái video của mình để các bác có thể đóng góp. Để các bác thấy thế này này, chúng ta ủng hộ chính phủ, ủng hộ nhà nước, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng ủng hộ trong điều đấy. Thế nhưng các doanh nghiệp FDI họ hưởng rất nhiều lợi thế. Tất nhiên không thể phủ nhận cái mà họ mang lại, nghĩa là tuyển dụng rất nhiều lao động của chúng ta. Nhưng trong thời khắc này thì hầu như là họ không có một cái động thái nào để mà giúp đỡ cả. Các bác cứ quan sát mà xem. Đó. Thế cho nên ấy, giữ được cái sự độc lập, chủ quyền và có một sức mạnh kinh tế là điều tối quan trọng. Và tôi mong muốn rằng là các bác hãy nhìn vào đó, không phải theo Tây, cũng không phải theo Tàu, mà chúng ta phải là chính chúng ta. Giống như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rất rõ cái điều này: độc lập, đó, tự chủ,
Đó là cái mà chúng ta phải cố gắng. Bởi vì nếu không thì chúng ta cũng sẽ lại vướng vào một cái gì đó thôi. Đấy là thông tin thứ hai mà tôi muốn chuyển đến các bác. Thông tin thứ ba thì nó mang tính hàn lâm showbiz hơn một chút, nhưng nó lại có cái điểm nhạy cảm của nó. Vừa rồi thì các bác có thể thấy liên quan tới MC Vũ Thư, tức là Vũ Thị Anh Thư ấy, của VTV, để lộ ra một đoạn clip. Tôi cũng đã chia sẻ với các bác rất nhiều về cái điều này. Việc lộ clip là cái điều không ai muốn. Đó. Vô tình thôi. Và cái việc sinh hoạt như thế thì hầu như các bạn trẻ bây giờ thì đều sinh hoạt như vậy cả. Có chăng thì nhiều bác lớn tuổi thì ngày xưa nó mang tính phương Đông hơn một chút thì người ta không sinh hoạt kiểu như thế. Nhưng mà cũng kiểu như vậy thôi. Đó. Và cũng vẫn gọi là cái bản chất thì vẫn thế thôi. Tôi không muốn đi sâu vào điều gì. Và các bác có thể thấy rằng là cái việc này á, là chúng ta không nên trách cô Thư. Vô tình thì lộ. Có chăng thì là các bạn trẻ thì bây giờ thôi thì đừng quay clip lại, tận hưởng được cứ tận hưởng. Nhưng mà thôi thì để tránh rủi ro thì đừng có clip lại, vì bây giờ nó nhạy cảm lắm. Và lỡ một ngày nào đó như cô Thư này bị lộ ra đó. Và cô Thư cũng đã đến cơ quan công an của thành phố Hà Nội để trình báo. Nhưng có điểm mấu chốt là có khả năng, theo như lời của MC Vũ Thư trình báo, thì người phát tán hoặc là cái thời điểm mấu chốt để lộ ra cái clip này lại chính là của bên phía cơ quan công an. Bởi vì hôm đó là cô ấy lỡ tụ tập đông người, và sau đó thì họ được mời về phường làm việc và phải nộp lại điện thoại, và trong đó nộp lại cả cái mật khẩu để sử dụng điện thoại đó. Thì trong điện thoại của cô ấy là có những cái đoạn clip như thế, và sau này nó bị phát tán ra bên ngoài. Thì đấy là một cái điểm mấu chốt để rõ ràng. Tôi hy vọng rằng anh Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sẽ không ngần ngại nếu như cái điều đó xác định là sự thật, thì cũng phải chấn chỉnh những cái mà ngay trong ngành. Bởi vì như vậy là đã xâm phạm cái quyền đời tư của người khác rồi. Phạm tội hình sự á, chứ không có đùa. Và tôi hy vọng rằng là anh Hải Trung sẽ điều tra một cách công tâm, minh bạch về cái điều này. Bởi vì lỗi thì lỗi của cô đấy là làm cái đấy, nhưng mà lỗi thì cũng không phải là để vi phạm cái luật hình sự, bởi vì cô ấy có phát tán ra chỗ nào đâu, cô ấy giữ cho riêng mình chứ. Thế nhưng mà lộ ra như thế này thì cái người đó là phải chịu trách nhiệm chính. Và tôi hy vọng rằng có cái sự công tâm ở đây, vì nó có cái yếu tố trong cái ngành của chính công an các anh, thì các anh cũng phải cố gắng để mà ra được và trả lời cho công luận một cách rõ ràng và minh bạch về cái điều này. Vì theo như lời của hai bạn nam và nữ trong đó, thì họ không có sửa điện thoại một lần nào cả, cũng không có bị hack, cũng không có bị gì kia. Chỉ có một cái thời điểm duy nhất cái lúc đó thôi, và cũng trùng hợp với cái thời điểm mà cái clip đó bị phát tán đó. Báo cáo với các bác, trong ngày hôm nay thì buổi sáng tầm khoảng 9 giờ tôi sẽ chia sẻ với các bác về một trong những cái mối lo nhất của giới hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Một hung thần của họ đã xuất hiện, và chắc chắn cái vụ án Thuận Phong của tôi sẽ được tái khởi động một lần nữa nhờ những con người như thế này. Thì đó là cái đoạn clip vào buổi sáng. Còn buổi trưa tôi cũng sẽ chia sẻ lại với các bác về tình hình cập nhật liên quan tới anh Hoài Linh, anh Trấn Thành và nhiều người khác nữa. Đôi điều như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Đây là đoạn chia sẻ vào buổi sáng của tôi, một tin tức tổng hợp vào lúc 5 giờ sáng. Tôi chân thành cảm ơn cái sự ủng hộ của tất cả các bác và mọi người nhé. Rồi.